Mọi người có nhu cầu mua ạc Liên Quân, ạc FIFA giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục đó là quay đồ thể Garena. Quay đồ thể Garena, quay vòng quay đá chế tác nha mọi người. Thì trước khi cô Ngân quay thì hôm nay cô Ngân xin lỗi mọi người là hồi sáng hôm qua cô Ngân có up một cái clip nhưng mà không có tiếng. Thật là xin lỗi mọi người. Tại vì đi Hải Phòng xong rồi kiểu anh Bi dắt vô một quán cà phê, thế là điện nó chá, nhạc nó rất là ồn. Nhưng mà cô Ngân sợ là tối về trễ không làm được clip, cho nên ngồi tại đó làm mà không có mang tai nghe, nên cô Ngân chỉ cắt ra và nó không thu được tiếng game và tiếng cả cô Ngân nói luôn. Cho nên là xin lỗi mọi người trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quay đồ đá chế tác. Quay đồ đá chế tác nào. Công viên ma quái. Nà ní công viên ma quái nha mọi người. Nghe hấp dẫn nhờ. Ôi, sao lào thế. Ui xịn xò. Ủa làm sao coi được nhạc vậy. Ủa nó đâu ta. Để con Ngân vào lại coi. Ủa sao không coi được. Ngân chưa coi xong mà. Đâu rồi. À đây. Ôi đúng xịn xò luôn. Không biết có hiệu hứng không. Ôi đêm ma quái kỳ quá vậy. Ôi hai đứa này yêu nhau hả. Con còn tưởng là cái con thỏ này là kiểu là thú cưng của cái con này nữa, chứ hóa ra hai đứa này yêu nhau. Trời ôi 23 đã chế tác 6 bạn vị phải nuôi. Nãy con không để ý nhưng mà con nạp thêm kim cương. Ôi ôi đã có 4 vé quay miễn phí nữa mọi người, hấp dẫn nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ để cô Ngân coi thử chúng ta có 23 đá chế tác với lại 6 bạn vẽ sẽ đổi được bao nhiêu đồ nha mọi người. Để coi thử nó có bộ màu tím nè, bộ màu cam. Ui cái này là bộ màu đỏ hả. Cái này là gói người nuôi thỏ ác, thỏ vượt ngục và thỏ đô em. Ui à con này là nó là người nuôi nè, gói người nuôi nè, còn con này là gói thỏ ác, tức là con này nó nuôi con thỏ chứ không phải là yêu nhau. À con thỏ là gấu bông. Ok đừng thấy người ta hôn nhau mà bảo là người yêu nha mọi người. Bây giờ trước tiên thì con Ngân sẽ đổi ba đồ bộ nữ trước, tại vì bình thường mình cũng chơi nhân vật nữ thôi cho nên sẽ đổi luôn. Quay đổi luôn mọi người. Ôi ôi mắc nhất luôn mọi người. Ôi ôi hấp dẫn quá à. Tí nữa mình sẽ mặc sau. Bây giờ chúng ta sẽ đổi luôn bộ này. Nani hấp dẫn chưa. Trời ơi bộ màu cam luôn. Bộ này đổi được luôn rồi. Ai nuôi phun ba bộ ra đây chứ đâu. Thất bại. Ui nó không có cái ba lô hay là cái gì ta. Mùa này nó không ra có ba lô hay là cái gì luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra chúng ta trang bị cho con Moco. Ui, xinh vãi nuôi. Ui, xinh vãi luôn. Xinh vãi lòng điên. Ôi. Cô Ngân thử bộ mắt nhất thử xem nha mọi người. Ôi, xinh quá à. Đẹp vãi nuôi. Cực kỳ nguy hiểm. Trời ơi. Bộ màu cam nè. Trời ơi, này phối đồ cũng hơi bị đẹp luôn á. Thích vãi. Ui hiệu ứng đặc biệt che dép. À hiệu ứng đặc biệt là có cái đầu lâu ở bên phía bên tay trái đó mọi người. Ôi xịn xò. Xịn xò con bò. À trong shop hình như nó có bán cái selfie á. Để con Ngân vô con Ngân mua cái đồ selfie coi. Quy đổi đúng không mọi người. Selfie ở đâu vậy ta.
À đây, chiều phi 6.000, cô còn có 23.000 luôn. Mua liền, mua liền. Úi, cái gì vậy? Rồi, bây giờ chúng ta vào ngay chỗ sưu tập đúng không? Hành động đúng không? Chúng ta sẽ trang bị. Cô còn trang bị cái này vô nè. Trang bị cái mới đâu rồi? Ôi ôi, xịn xò con bò liền. Đỉnh. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Trời ơi, mắt đỉnh luôn á mọi người. Hấp dẫn. Tự sướng nè. Không phải, ủa. Tự sướng nè, à, tự sướng đây. Nè đi. Bây giờ cô Ngân sẽ cố gắng là vào vòng quay. Và quay thêm một con nhân vật nam nữa nha mọi người. Ôi đúng xịn xò. Ủa mà hai đứa này cô Ngân lòng tiên nè. Con này nó nuôi chứ không phải là nó yêu. Người nuôi mà. Nuôi gấu để làm gì? Thôi. Bây giờ cô Ngân sẽ quyết định là quay cho ra cái bộ nam này luôn, bộ nam mắc nhất nha mọi người. Đây, gồm có là 7 đá chế tác và 3 bản vẽ. Hiện tại thì đá chế tác đã đủ rồi và thiếu 3 bản vẽ nữa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ, mọi người đoán xem mà cô Ngân phải cần chi bao nhiêu kim cương để có thể là thực hiện một bộ đồ này. Phá kim cương thêm 300k á, nà ní. Bắt đầu quay nha, có 4 vé quay miễn phí rồi mọi người. Phát đầu tiên nha. Trời ơi, nó ra đá chế tác làm cái gì, cao dư rồi. Cay thiệt. Cần 3 bản vẽ, má ơi. 3 bản vẽ. Không ra rồi mọi người, quốc 180 luôn. Trời ơi, bản vẽ đâu? Nó không ra bản vẽ mọi người. Cay thiệt. Không rồi, không rồi. Không ra rồi. Đang là vé quay kim cương không à. Như cái củ cải vậy ta. Quốc 180 luôn. Trời vãi thiệt. Vé quay kim cương không à. Sao kỳ vậy. Ra đi chứ. Không ra được một bản vẽ luôn mọi người. Tức thật chứ. Cay thiệt. Không ra được rồi. Toàn là vía quay kim cương thôi à. Ây da cứ. Phá hết đó, phá hết nhưng mà quan trọng là nó không ra nè. Phá hết nhưng mà nó không ra chứ. Cho tao đợi cô Ngân một tí để cô Ngân vô siêu tập thêm thử cây súng. Hình như là UMP của cô Ngân chưa có. UMP của cô Ngân chưa có skin kia. MP5 đâu rồi, MP5 skin này hả ta. Trang bị sang khẩu nào. Khẩu này đi. Bây giờ cô Ngân sẽ quyết định là không quay bộ đồ đó nữa. Phí quá à. Có 3 bộ nữ rồi mọi người. Full 3 bộ nữ rồi. Đây full 3 bộ nữ rồi. Cho nên cô Ngân sẽ quyết định là dùng số kim cương còn lại để quay UMP ở trong phòng quay vũ khí. Tại vì một cô Ngân chưa ra cái này. Cho nên cô Ngân sẽ quyết định là dùng 2.000 kim cương để quay khẩu súng này nha mọi người. Tại vì nhân vật nam cô Ngân cũng ít chơi lắm. Giờ chúng ta bắt đầu quay. Xem nó có ra được không. 24 giờ. Rồi xong rồi. 600 kim cương luôn. Nó không ra là nó không ra rồi. 24 giờ không à. Khó ta. Bữa ra bạn quay cái khẩu súng này cô Ngân nhớ là nhanh ra lắm mà. Kỳ vậy ta. Ra rồi mọi người ơi, tốn kim cương quá đi à.
Mở ra vài vé quay miễn phí để chúng ta tiếp tục quay. Không được là không được thì 24 giờ. Chị thui luôn là hiểu. Không có một cái 24 giờ luôn. Kỳ vậy ta. Để quy đổi trước đã mọi người à, vào phần trong phần nào để quy đổi ta. Quy đổi ở mô nhận vé quay, nhận áo, nhận cái này, nhận cái này luôn. Quá trời đồ nhận luôn. Quy đổi cái này trước đã mọi người. Vài cái để chúng ta vào, chúng ta quay miễn phí nha mọi người. Nghèo rồi, không có tiền rồi. Cái nhạc nghe hấp dẫn đấy. Vòng quay vũ khí. Khó ra vậy ta, nó không ra mọi người. Nè đi, toàn thấy 4 giờ á. Dậy. Sáu trăm kim cương cuối cùng liệu có ra không mọi người? Một phát cuối cùng nha. Rồi xong, không ra rồi. Hết kim cương rồi, ra đây nè, như cái cục cái. Hết kim cương rồi. Thấy thiệt. Vào phần này chúng ta quay đổi tiếp. Hết kim cương rồi, 500 ngàn của tôi. Được 3 lần cái này. Hết kim cương rồi, nghèo rồi. Yeah, còn 5 lần miễn phí cuối cùng. Sao khó ra vậy ta? Thiệt sự. Trời ơi, 71 lucky mà không ra được khẩu súng này. Chán ghê luôn. Coi thử bao nhiêu ngày nha mọi người. Đếm cho coi xem bao nhiêu ngày. Khẩu súng này của cô Ngân tới tận 296 ngày. Ôi, khẩu này 11 ngày. Ôi, 500 nghìn 11 ngày. Cay thiệt. Như cái củ cải, chắc là bữa sau quay súng là phải nhờ người khác quay mọi người. Ok, thì tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người đi ngồi, bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.